bây giờ là khâu đập đất các bạn nha. Nước á. Đấy, ăn chấm hút cả nước mới ngon. À, xin chào các bạn nha, mình đang ở trên đường Lâm và hôm nay cái tiện đi có việc qua đây thì mình sẽ vào nhà cụ Điền và cụ đang vật lạc từ sau mình đây. Mình sẽ quay clip cho các bạn xem là clip làm gà đắp đất. Chứa đất ở trong đấy em ơi này ạ. Cho nó trong đấy luôn này chú. Đặc sản gà mía gà đắp đất nướng gà nướng mật ong. Đấy, các cô đang ngồi vặt lông gà lông vịt đây. Con này con ngan hay con vịt à? Vịt. Đấy, nhiều luôn, cô đang làm này đấy. Mặt lông này rất là vất vả. Rơm à chú? Rơm. Rơm của mình đấy ạ. Rơm ủ ấy. Rơm ủ để tạo thêm một cái khối để. Chú có phân biệt rơm lết, rơm tẻ gì không? À không, cứ rơm mà được. Để chơi cháu lên đi vào đất nó rất là đặc biệt, phải đi mua tận đầu tận đâu đó. Mình trộn nước vào để chú Huy như thế nào nữa? Mình trộn nước vào cho nó đất nó kêu nó... Cho nó sẻ sẻ ra được, bánh sẻ. Sẻ nó dẻo ra. Chỗ đất rơm này là dùng cho một con đấy ạ? Đây cho một con. Chuối đất này đất thường hay là đất mình phải mua tại vùng đất nào đó thì nó mới ngon thơm ngon. Cái này là mình phải đi ra ngoài kia mình đào. Mặt lạc rất là vất vả. Chú ơi, con này to ngon chưa chú ơi, là đắp loại vừa vừa thì nó ngon. Này là đắp loại vừa vừa thì nó ngon, nó to quá. Già quá không ngon ạ. Gà này là gà ta. Gà ta phải gà mía ạ. Gà mía. Gà mía. Có phải trứng gốc mía không hay là gà lai? Cái này là gì? Trứng gốc mía, cái này là gà lai. Bây giờ gà trứng gốc mía nó ít lắm. Hết à? Mà nó đắt. Chú ơi, chú đừng chắc bếp vội nha, chú đừng châm lửa vội nha. Mình sẽ đi vào cho các bạn xem để tham quan nhà cổ, nhà thờ bà Hà Thị Điền. Ba 300 năm ạ? Cổ nhà này là 300 năm. Con xin phép của ông bà thì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bà này, bà tên là gì hả bà? Con này hỏi Trung. Tên bà Trung ạ. Bà này bà đang chuẩn bị gia vị để ướp gà nướng này. Bà ấy chị lấy chị giới thiệu chị tên gì vậy nhỉ? Quyên. Chị Quyên ạ, vâng. Hai chị Quyên, chị giới thiệu là bà Trung tay nghề nướng ướp gà của bà cực kỳ luôn. Ôi cực kỳ cao siêu luôn. Ướp cả sản. Cái này mình cho vào trong bụng gà hay nào? Cho bụng gà. Có sả hay lá chanh đấy ạ? Sả, lá chanh, muối, tiêu. Ớt, cho chán thích ăn ớt thì cho ớt. Phần da gà ngoài mình có phải ướp thêm gì không ạ? Thử tiếu là dầu chân vang. Cay mà thành thơm đấy. Đó, thành thơm. Bên đây là quay phim. Đâu gà đâu cụ? Gà chuối bên này. Gà. Gà đây nước bẩn bên này. Dạ. Lồng bẩn lắm. Bao nhiêu vi khuẩn? Để trâu thì đi ăn trộm gà thì đắp vào lồng. Thế là xong này thôi. Nó còn hở dưới bạn. Vẫn hở dưới bạn. Bây giờ còn lặng tay. Đất khô cô lại khó khó buốt. Để giữa, để dọc vào lá. Cứ thế đốt ạ. Để đốt ạ. Một con gà này nướng còn là 1 tiếng đồng hồ. 1 tiếng ạ. Đây là bốn góc cho nó tà, nó đều. Vâng. Bây giờ than cháy hết rồi, là bây giờ than hoa là âm ỉ luôn. Bây giờ than nó âm ỉ. Vâng. Nó âm ỉ là nó chín. Chín đều luôn.
bắt mình sắp chín rồi. Anh đang chuẩn bị lá chuối này trên cái mâm. Và anh đi tìm cái mẹt nhưng mà không thấy mẹt đâu, không hiểu sao nhà mất mẹt. Cất kỹ quá. Mất mẹt, không biết cất ở đâu. Bây giờ là khâu đập đất con nha. Chuối trong nó hở thì giấy bạc là cái ngửi mùi thơm luôn. Nước cá đấy, ăn chấm hút cả nước mới ngon. Ôi, ngon quá, ăn gì bằng. Cái này là ăn rất ngon hơn này dùng kéo cắt nhỉ? Đây phải dùng kéo, cứ để này dùng kéo xé ngon. Vâng. Lá thơm. Lá thơm. Anh chính xác là lá gì? Cái này à? Vâng. Cái này gì chắc là ướp lá chanh. À lá chanh, đấy lúc em hỏi về lá chanh mà. Anh cắt cái đùi đi. Dạ. Vịt giá nhiều. Là 10 cháu đang bắt có 48. Anh cắt cho em mở kho câu này em thử. Mới mở tròn chia này. Bạn này ăn thử cái miếng này nha. Kho câu thì nó mọi người bảo không được tốt lắm nhưng mình thì thích. Đây cái cổ. Mình để bỏ cái này đi. Người ta ăn người ta mới thử cái đùi nhưng mình lại thử cái này nhé. Cái mầm. Mình thì hơi béo rồi nhưng mình thích ăn mỡ mỡ. Con đây mình đã mua xong gà đắp đất rồi nha. Và con gà này là 300k. Nói chung là ăn nó sẽ rất là khác so với gà quay bình thường, gà đứng bình thường hay. Và bây giờ thì video của mình đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.